Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Thì như anh chị đã biết thì mùa hè đang đến rồi, cái nhu cầu sử dụng quạt đang tăng rất là cao. Trong cái clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị một cái mẫu quạt cây của hãng Mitsubishi, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Thái, với cái công suất tiêu thụ điện là 49W. Mẫu quạt cây của hãng Mitsubishi này thì hiện tại Ecomart đang có bày bán với một mức giá chỉ khoảng 1.800.000 đồng, thì anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc quạt cây chạy rất là êm, mát sâu. Nói về quạt Mitsubishi thì anh chị hẳn cũng đã từng nghe đến rất là nhiều. Đây là một cái hãng rất là nổi tiếng, sản xuất các cái đồ điện gia dụng dùng rất là bền, êm và rất là được lòng người tiêu dùng. Quạt cây Mitsubishi này thì có model là LV16 và có các màu được bán tại Ecomart, đó là màu ghi đậm, màu ghi nhạt và màu đỏ. Đây là một cái mẫu quạt cây dùng điều khiển từ xa và thiết kế cũng là dạng lồng tròn cánh tai voi với cái độ sải cánh khoảng 40 cm. Và dưới mỗi quạt thì đều có bánh xe để anh chị có thể đẩy đi đẩy lại hoặc là di chuyển giữa các phòng ăn, phòng bếp, hoặc là mình di chuyển trong phòng ngủ. Cái mẫu quạt này thường ưu tiên rất là nhiều để tại phòng ngủ, bởi là nó chạy rất là êm, mát sâu và nhiều các cái chế độ gió. Em sẽ lại gần hơn cái bảng điều khiển của nó thì để anh chị có thể nhìn rõ hơn. Bảng điều khiển của quạt này thì sẽ có bật tắt này, chế độ quay này, chế độ gió thoáng này. Đây là thay đổi tốc độ 1, 2, 3 và chức năng hẹn giờ. Mỗi chức năng thì sẽ có một cái đèn báo hiển thị ở trên này thì để anh chị có thể nhìn thấy được là mình đang sử dụng ở chức năng gì và tốc độ gió là bao nhiêu. Thì mẫu quạt này chạy êm, mát sâu và giá bán tại Ecomart đang với một cái mức giá là dưới chỉ khoảng 1.800.000 đồng thôi, và có 3 màu: màu đỏ đô, màu ghi đậm, màu ghi nhạt. Thì anh chị có thể thoải mái để lựa chọn cái màu sắc mà mình yêu thích hoặc là phù hợp với cái nội thất không gian ở trong gia đình nhà mình. Ở ngoài các cái mẫu quạt này thì bên em cũng đang có rất nhiều các cái mẫu quạt khác, em sẽ cập nhật trong các cái video tiếp theo. Video ngày hôm nay thì em xin chỉ giới thiệu đến anh chị một cái mẫu quạt cây của Mitsubishi thôi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi tại video này. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách là ấn theo dõi kênh của siêu thị điện máy Ecomart, để bên em có thể cập nhật nhiều hơn các cái video cũng như các cái sản phẩm mới.